điều kiện thắng đến từ bên phía của T1 vẫn sẽ nằm ở khu vực đứng dưới mà thôi, với việc là dồn càng nhiều tài nguyên càng tốt dành cho một con Aphelios trong tay của Majusi ở trong giai đoạn đầu, giáp trụ một toàn bản đồ, đẩy con Afe này ra các khu vực đường khác để lấy thêm giáp trụ cũng như là tăng tối đa tài nguyên được dồn vào túi của Majusi. Game đấu đầu tiên của đối đầu giữa Noxy Bradford và T1 trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 giai đoạn lượt về được trực tiếp trên kênh phát sóng của LCK tiếng Việt, và rất mong quý vị và bạn để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng cũng như là bản quyền phát sóng thuộc về Bossport. Kyria anh ta di chuyển ra để hỗ trợ dành cho đường giữa của mình, còn đây là tình huống tấn công vào sứ giả đến từ bên phía của T1, giật bắn chính xác, Zeus mất khá nhiều máu trong pha này. Noxy vẫn đang cố gắng tranh cướp đối phương. Red đã có cấp 6 sẵn sàng với cú chiếu cuối. Cầu sớm vừa rồi trúng vào vị trí của Kera tới từ vị trí của Kana. Và sứ giả đang được trừng phạt thành công dành cho Red và anh ta di chuyển về. Đó là một tình huống mà con sứ giả nó quay lưng về bên phía của Noxim. À, chính xác là quay lưng bên phía Noxim, và thực ra nếu con sứ giả quay về bên nào, bên đó sẽ có được nó. Thời điểm nó mở mắt và nó quay lưng về một hướng thì chắc chắn là người chơi đi rừng sẽ kết hợp một đòn đánh tay cộng với trừng phạt và họ sẽ có được nó mà thôi. Và khi nó quay về Noxim thì Noxim đã lấy nó một cách dễ dàng, còn T1 thì đánh ngậm ngùi về để ăn con rồng nguyên tố đầu tiên, một mục tiêu mà họ gọi là bất đắc dĩ phải ăn thôi, chứ thực ra họ muốn là muốn con sứ giả. Với việc có được sứ giả, Noxim có thể sẽ đẩy mạnh lợi thế ở khu vực đứng trên dành cho Kana. Chọn được câu đi đến từ các thành viên bên phía của T1 ở cánh dưới khi mà họ mất tốc biến của Kyria với pha tung chiêu đến từ Effort ở với con Leona Thái Dương Hạ San. Đây là pha mà Red anh ta thả sứ giả 2-2. Honor đang đứng trong bụi, nhưng ta rõ ràng sẽ không thể nào tiến ra một cách quá hổ báo được với khả năng dồn sát thương và hiệu ứng đến từ một con Hecarim ở cấp 8 và một con Jace ở cấp 10. Red đã phát hiện ra tình huống vòng sau đến từ vị trí của Honor thì phải, nhưng quyết định đến từ Noxim là họ vẫn đang muốn tấn công. Bắt đầu lao thẳng và bán nguyện thương tốt đến từ vị trí của Honor, đẩy vị trí của B đi về và điểm hạ gục đầu tiên đã có dành cho T1. Red bắt buộc phải lùi về với chiêu cuối, nhưng liệu anh đã có thoát hay không để bật tốc hành. Né cú hôn gió, Faker chưa kịp hồi hầu lại hôn gió và lùi về được tới từ người đi rừng bên phía của Noxy Bradford. Nhưng họ đã mất một mạng rồi, và con sứ giả vừa rồi nó chỉ là giáp trụ dành cho thành viên bên phía của Noxy mà thôi. Hơi ít. Và đó là một phút thi đấu hơi chủ quan đến từ Red. Rồng nguyên tố thứ hai của bản đấu đã được khởi động. Bên phía T1 muốn ăn nhanh rồng và hướng đến con sứ giả. Còn bên phía của Noxim thì chấp nhận bỏ qua con rồng này vì họ đã không có tầm nhìn. Họ muốn Kana sẽ có được cái trụ đường trên một cách dễ dàng. Anh ta đã có được nó và ôm một lượng tiền lớn trên người. Lượng tiền này có thể sẽ giúp cho Kana có được một lượng trang bị cực kỳ lớn trong khoảng thời gian ban đầu. Còn T1 muốn đánh. Đây là pha phản công đến từ bên phía của Noxim. Lượng nhân sự đến từ bên phía của T1 là nhiều hơn. Effort bắt buộc và bất tốc biến. Bán nguyệt thương được tung ra đến từ vị trí của Honor và điểm hạ gục dành cho Faker. 2-0 dành cho T1 ở phút thứ 16. BDD đang không di chuyển nổi tại khu vực đứng giữa, nhưng họ vẫn có một tiếng đứng dình với ý định đánh thiếu người. Và bây giờ thì sứ giả vẫn đang làm cho tờ tranh chấp 50-50 đến từ cả hai người chơi đi rừng. Lần này thì Honor xuất sắc với tình huống trừng phạt, và lần này thì con mắt của sứ giả nó đã quay lưng về phía của Honor để giúp cho người chơi đi rừng bên phía của T1 có được cho mình tinh thể sứ giả phút thứ 17 của ván đấu. Và để xem là với tinh thể sứ giả này thì Honor anh ta sẽ tận dụng như thế nào. Kera vừa mất tốc biến với một pha áp lực đến từ BDD. Và đây sẽ là một pha mà di chuyển ra khu vực đường giữa đến từ T1. Họ rất muốn thả con sứ giả này để lấy trụ dành cho Umayoshi. Nhưng nãy giờ thì khả năng đẩy đường đến từ Ghost với một con Jinx ở dạng pháo cối vẫn là tương đối ấn tượng. Và họ vẫn chưa thể thực hiện hóa điều đó đến từ các thành viên bên phía của T1. Faker vẫn đang cố gắng gây áp lực hôn gió của anh ta chống. Red bị cấu một chút máu trước thềm pha thả sứ giả. Và Honor đã thả sứ giả ở đường giữa rồi. Rồng đã ra nhưng mà đó là mục tiêu bên phía của Noxim chưa hướng tới vội. Họ biết rằng đối phương đang còn sứ giả và họ muốn phòng thủ sứ giả trước khi ra rồng. Và góc ra rồng hiện tại của Noxim đang rất tù nha, họ không có tầm nhìn. Họ cũng không áp lực trong việc ăn con Baron này được. Những gì mà họ đang muốn làm đó là đẩy Kana lên khu vực đứng trên để có thể đẩy đường và ép cho T1 phải có người về phòng ngự. Faker về coi chừng nha, anh ta không còn tốc biến nữa, chỉ có những pha phi hồ để giúp cho anh ta rút lui mà thôi. Và anh ta đang muốn hướng tới món trang bị thứ hai của mình sẽ là một cái mũ phù thủy. Rồng thứ ba đã có thuộc về bên phía của T1. Chu bộ toàn bản đồ dành cho Noxy từ rất là sớm nằm trong tay của Kana, và đúng là như Tùng nói, anh ta đang cầm một lượng tiền rất là lớn để gây ra áp lực càng nhiều càng tốt ở khu vực đường cánh trước của con Ragaz trong tay của Zeus. Và càng đánh về lâu về dài thì rõ ràng áp lực đẩy lẻ sẽ là càng nặng nề dành cho thành viên bên phía của T1. Họ cần phải giải bài toán với một con Jace đang tăng tiến sức mạnh một cách tương đối nhanh ở vị trí của Kana.
Còn ở khu vực đường giữa thì đang có một cái sự cân bằng tương đối đến từ cả hai người chơi. Có chăng thì Faker anh ta sẽ hơn một chút ở khoản là anh ta có được một điểm hạ gục và một điểm hỗ trợ. Và trang bị thứ hai mà Faker anh ta đang muốn hướng tới một con Ahri là một cái mũ phù thủy. Trang bị tương đối cục dành cho đường giữa bên phía của T1. T1 rất muốn mở ra cái trụ ở khu vực đường giữa để giải phóng. Mà nãy giờ thì họ liên tục có những pha mà đẩy người ra đây. Head Honor rồi tới Faker. Nhưng khả năng phòng ngự như tôi đã nói đến từ dạng súng đến của vị trí của Ghost là tương đối tốt. Nãy giờ anh ta clear lính rất là nhanh. Còn cánh dưới thì Kana tận dụng khoảng trống mà T1 tạo ra ở khu vực đường giữa. Họ anh ta đã lấy về cái trụ thứ hai để cho đồng chí Red Fox ở phút thứ 23 rồi. Một tình huống thùng rượu nổ đẩy đối phương không vào cái thùng rượu thường trước đó mà anh ta đặt ra. Và điều đó khiến cho Kana không mất quá nhiều máu cũng như không có đủ hiệu khống chế để giữ chân được Kana lại. Cánh đẩy lẻ đến thì Kana vẫn đang là một cánh đẩy rất áp lực và anh ta hiện tại đội trang bị đang có một mức độ thăng tiến rất ổn với một cái thần kiếm Muramana vừa được hình thành. Cộng với đó là một cái cung xanh đã bắt đầu xuất hiện rồi thì cái lượng giáp đến từ Zeus sẽ có thể bị xuyên qua một cách hết sức dễ dàng. Những quả cầu sâm đến từ Kana bây giờ chắc chắn vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các mục tiêu lớn đến từ bên phía con đồng chí Red Frost. Tất nhiên là họ có những cơ sở để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố tiếp theo của ván đấu. Họ không muốn bỏ nó nữa. Họ đã có nhiều hơn cái lượng tầm nhìn so với tình huống giao tranh trước đó ở tại khu vực hang rồng. Còn T1 thì với đội hình này, với lượng trang bị này, việc Rush Baron đối với họ có lẽ vẫn sẽ không thực sự dễ dàng. Họ có một Aphelios thật đấy, nhưng mà chắc chắn bên phía con đồng chí sẽ có được những cái sự tập trung để họ có thể di chuyển ra khu vực hang Baron nếu bên phía của T1 có định đổi mục tiêu. Hai đội đang thực sự rất chậm, không ai muốn là người chủ động để mở ra những cái tình huống giao tranh và bắt lẻ cả. Đang chia cửa ra để đẩy, chia cửa ra để farm với Faker sắp có được trụ đầu tiên dành cho T1 ở trong ván đấu này ở cánh trên. Trong khi đó thì tầm nhìn ở khu vực hang rồng đang thuộc về các thành viên bên phía của đồng chí Red Fox. Và với 10 giây với con rồng thứ tư của ván đấu thì hình như là T1 đang muốn bỏ. Họ đang muốn hướng ra khu vực hang Baron để ép các thành viên bên phía của đồng chí ra đây. Nhưng cầu sống của Kana là rất chất lượng. Keria anh ta gần như là mất 70% máu sau những cú combo vừa rồi tới từ vị trí của Kana và bắt buộc phải bấm B về nhà. Đây là lợi thế về người dành cho đồng chí Red Fox và họ sẽ cố gắng bào càng nhiều máu chủ khu vực đường giữa càng tốt. Rồng thì bên phía Tiêu An phải bỏ rồi đấy, nhưng mà quan trọng là ép được Baron thành công với lượng máu thấp như thế này đến từ Keria. Họ đang muốn đổi mục tiêu nhưng rõ ràng là cái tốc độ ăn của họ chắc chắn sẽ không kịp trước pha di chuyển ra đến từ bên phía con đồng sim. Faker cạnh tranh con cóc cùng với BD và BD là người có được con cóc đó. T1 đã mất đi một mục tiêu mà họ không lấy được gì nhiều cả. Họ cũng không để lại được quá nhiều tầm nhìn quanh khu vực bùa xanh nhà bên phía đông Shin Red Frost nữa. Những quả cầu sâm đến từ Kana vẫn đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của họ ở trong ván thi đấu này. Nhưng T1 vẫn cần một cái mục tiêu, một cái lựa chọn mở giao tranh nó an toàn hơn và nó trực diện hơn. Nó có thể sẽ là Gragas trong tay của Zeus. Hoặc là Faker anh ta cũng có thể lao lên với những cái tình huống phi hồ khi mà lượng trang bị đến từ đường giữa của T1 ở thời điểm hiện tại là tương đối ấn tượng. Một cái mũ phù thủy ở món đồ thứ hai thì cái lượng sát thương burst đến từ một con Ahri sốc điện của Faker là tương đối tốt với những cái mục tiêu giấy máu bên phía bên kia như kiểu là Ghost hay thậm chí là cả Kana nữa với một con Jace. Jace của Kana đang có một cái khả năng tăng đồ rất nhanh khi mà anh ta vừa hoàn thành xong cho mình chấn thương phục hận. Và cái lượng sát thương cũng như là cái khả năng cấu máu tầm xa là một điểm rất mạnh. T1 đang muốn tăng tốc phi hồ đến từ Faker nhưng lần này hôn gió của anh ta tiếp tục trượt. Và Ghost mất ngay lập tức 90% cây máu với một cú combo 2 chiêu của Faker. Những quả cầu sấm đáp trả đến từ Kana cũng là vô cùng chất lượng và T1... Tôi hiểu, đội hình của họ có những vị trí có khả năng tạo đột biến. Và họ cần đến khả năng tạo đột biến đến từ những player của họ để có thể phá được cái thế cân bằng hiện tại. Và người vừa làm điều đó chính là Faker. Chỉ là tình huống tấn công của anh ta chưa đủ xuất sắc để có thể hạ gục được xạ thủ bên phía con ông Sim. Còn T1 thì đang rất là muốn để có thể đẩy mạnh hơn tốc độ trận đấu với việc là liên tục tạo ra những đột biến đến từ Faker với Ahri cùng Phi Hồ và thậm chí là cả Keria với án tử nữa. Nhưng cả hai đội cảm giác như vẫn chưa thành công. Vòng xoáy không gian thì ra Baron. Ra khu vực hang Baron. Rush Baron đến từ các thành viên bên phía của Đông Sim Red Fox và T1 tiến ra đây. Có kịp hay không đây? Họ vẫn đang không kịp. Dần dần di chuyển ra không kịp rồi. Honor một khoảng cách rất xa. Và Thái Dương hạ sàn tung chiêu đến từ bên phía của Đông Sim Red Fox. Đông Sim đã có được Baron. Honor lao thẳng vào, anh ta muốn có được mạng của đối phương để gỡ gạc lại. Effort gặp nguy hiểm. Tốc biến đến từ hỗ trợ bên phía của Đông Sim. Còn cánh này thì Faker gặp nguy hiểm. Rất thấp máu đến từ vị trí của Zeus. Đóng đồng hồ lại câu giờ. Chưa ai nằm xuống đến từ cả hai bên cả. Và Đông Sim lùi về được, họ mất một người. Đó là Kana. Nhưng có được một lại Baron. Pha mà Honor đánh cái hoa soi sáng tại khu vực bụi cỏ trắng ba đường dưới đã để lộ vị trí của anh ta. Vị trí đó là vị trí quá xa so với khủng hang Baron và để rồi bên phía đồng sim đã chớp được cái thời mà Honor đến không kịp đó để ép một tiếng Baron cực kỳ xuất sắc.
chỉ là cái tình huống hoa cái hạt thông nổ đến từ Kana nó rất là chấm hỏi. Nếu như anh ta không có một tình huống xử lý lỗi đó, không, đó là một tình huống mà anh ta bị đẩy ngược trở về với cái thùng dựa đồ đến từ Zeus, và cái hạt thông nổ đến từ BDD đã không thể nào cứu được cho đồng đội của mình. Kana nên dùng tốc biến để có thể thoát khỏi trong tình huống vừa rồi. Nhưng kể cả anh ta nằm xuống đi như vậy, một mạng đổi với bốn của lợi Baron còn lại vẫn là lời cho mình phía Đông Sim. Họ mất đi thêm một cái linh hồn dầu khá yếu nữa. Honor bị tấn công, tốc biến của anh ta còn, và anh ta mất đi tới nửa cây máu của mình trong tình huống vừa rồi. Và G1 đang liên tục tạo ra cái áp lực trong cái khoảng thời gian mà đối phương chưa hồi lại như phép bổ trợ. Nhưng bây giờ là lúc mà gần rồi, hầu hết tất cả các vị trí của Đông Sim đã có lại cho mình tốc biến, và để xem hai đội sẽ thi triển như thế nào. Red bị giữ chân lại bởi trọng trường của Wayoshi, và sát thương đến từ Guma là rất lớn với một phát bắn chí mạng. Vô cực kiếm đã có đến tất cả hai xạ thủ rồi nha. Nếu như Ghost có được hưng phấn trong tình huống giao tranh thì anh ta vẫn có một lượng sát thương không hề nhỏ. Chỉ là trong khoảng thời gian của bán nguyệt thương thì Honor vẫn sẽ chống chịu được. Trong khi đó thì Dread tôi cảm giác như anh ta sẽ không chịu nổi lượng sát thương đến từ Guma Yoshi nếu như chống chịu một mình. Sẽ cần phải có những áp lực đến từ bên phía Đông Sim để hạn chế Guma Yoshi bắn. Tốc độ ăn đến từ dạng súng này của Guma là cực kỳ nhanh nha. Đây là những cái tháp canh được đặt ra cộng với những tình huống đánh xạ kích liên tục. Faker đánh chặn tuyến ngoài, tốc độ ăn đến từ bên phía T1 là quá nhanh trước pha di chuyển ra đến từ Đông Sim. Baron thuộc về T1, họ đang có định ép giao tranh với pha tạt cánh của Zeus. Và T1 vẫn đang muốn đánh trong pha này. Họ đang tăng tốc đến từ vực miệng của Kyria, bắn trúng vào Zeus đến từ vị trí của Ghost. Faker đang ở bên hông, anh ta liên tục có những pha gây áp lực với hồn gió. Và phi hồ chưa được tung ra đến từ đường giữa bên phía của T1. Và bây giờ tung ra thì nó trúng vào người của Edford, người mất rất nhiều máu. BD đang trưởng khá lực trong pha này. Tiếp tục phi hồ đến từ Faker để gây áp lực, BD buộc phải lui về. Còn góc bên phải thì là một pha tập hậu đến từ Dread, nhưng anh ta không đủ lượng chống chịu để có thể chạm vào dàn tuyến sau của T1. T1 là người có được ưu thế, họ đang tràn ra khu vực hang sứ giả, chính xác hơn tràn ra khu vực hang rồng ngàn tuổi. Và đây có thể sẽ là một pha mà Nông Sim sẽ phải ra ở một đường rất xa. Dread anh ta còn chiều cuối nhưng đã mất tốc hành trước đó rồi. Pha đóng hộp có vẻ là hơi sớm đến Area. Bây giờ thì đó là vòng xoáy không gian đưa Effort ra đến từ BDD. Ghost vẫn đang có đủ tốc biến để bắn, nhưng anh ta không còn thanh tẩy nữa. Dòng thuộc về T1. Thôi xong rồi, Red xuống bằng R thì anh ta lên bằng cái gì đây? Tốc biến qua Guma Yoshi tìm kiếm Ghost sát thương là chưa đủ. Anh Trang dẫn lối đến từ vị trí Guma Yoshi cũng chưa trúng ai cả. Honor đã băng lên với cái bán nguyệt thương của mình, rất tốc biến lên ủi E, tung thùng rượu nổ dứt điểm được người chơi xạ thủ đối phương. Và đó là dòng ngàn tuổi phà với sát thương chuẩn, và Faker là người có mạng gục quét sạch dành cho bên phía T1. Một tiếng tranh chấp trừng phạt 50-50, và T1 là những người có được con dòng ngàn tuổi cũng như quét sạch được đối phương. T1 quét sạch đối phương với tổng tỷ số điểm hạ gục ở thời điểm hiện tại là 8-0, và họ đang muốn kết thúc ván đấu với hai bùa lợi mạnh nhất trên bản đồ. Một pha trừng phạt xuất sắc đến từ Honor với pha 50-50 so với lại con Hecarim trong của Red. Chỉ có một pha chiêu cuối xuống mà thôi, anh ta không còn gì để có thể bỏ chạy cả. Và bất một vừa, G1 họ tràn thẳng lên với khả năng tấn công đến từ YOC cùng một con Aphelios. Nông Sim tan tác hoàn toàn và họ bị quét sạch bởi G1 và chiến thắng trong ván đấu đầu tiên thuộc về Faker của đồng đội.